một hoặc tên là khủng bố, tầm sợ sệt tức là có khổ. Hai hoặc tên là phần đoạn, vì ai ai cũng có phần thân, ai nấy đều có phần lạc, cho nên có phần đoạn khổ. Ba hoặc tên là đáng chán ghét, khổ này là nhàm chán nhất, đáng ghét nhất, khiến cho con người ghét nhất.